mọi người đã quay trở lại với kênh Hana Vlog Cuộc Sống Úc. Mình xin gửi lời chào cũng như là lời chúc sức khỏe tới các cô chú anh chị và các bạn đang xem video này của mình nha. Nếu như là các bạn đang thắc mắc cuộc sống của một công nhân xây dựng hay còn được gọi là phụ hộ ở Việt Nam tại Úc như thế nào thì hãy coi video này của mình từ đầu cho tới cuối nha. Ok, tại sao mà mình có thể nói lên được những cái quan điểm của mình ở trong cái video này? Đó chính là vì ông xã mình cũng đang làm một cái công nhân xây dựng ở tại Úc. Thì theo như cái tên gọi thân thương ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thường hay gọi là phụ hộ đó mọi người. Mình thì mình không có nói xạo hay cái gì hết. Tức là mình như thế nào thì mình sẽ chia sẻ thực tế cho các bạn như vậy ha. Ok, mình không có nói lòng vòng nữa, chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính của video hôm nay nha. Ok, trước khi mà mình đưa cho các bạn xem số liệu cũng như là mức thu nhập của cái ngành công nhân xây dựng ở Úc thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái thông tin cơ bản khác cũng như là mức lương cơ bản của một số những cái ngành nghề khác để cho các bạn dễ hình dung và dễ đối chiếu tham khảo nha. Thì đầu tiên ở Úc cái mức lương tối thiểu bây giờ đang là 23 đồng một giờ. Thì nếu mà các bạn chỉ làm trong cái mức lương tối thiểu này một ngày 8 tiếng và 5 ngày một tuần thì các bạn có thể kiếm được 48 ngàn một năm. Còn nếu như mà các bạn làm công việc giống như là một người công nhân bình thường ở trong những cái hãng xưởng ở Úc thì bây giờ các bạn có thể kiếm được khoảng 29 đồng một giờ, và như vậy tính lên thì các bạn có thể kiếm được 58 ngàn một năm. Còn nếu như mà các bạn là một y tá AIM, tức là cái người hỗ trợ, cái người assistant cho cái người y tá phát thuốc thôi, các bạn trực tiếp chăm sóc bệnh nhân mà các bạn không phát thuốc á, thì các bạn sẽ nhận được cái mức lương khoảng 33 đồng một giờ. Tính ra như vậy thì các bạn sẽ có được khoảng 64.000 một năm. Còn nếu như mà các bạn là một cái y tá registered nurse, là cái người mà có khả năng đi phát thuốc rồi, thì các bạn có thể kiếm được khoảng 42 đồng một giờ. Vị trí là các bạn có thể kiếm được khoảng 82 cho tới 85.000 một năm. Còn nếu như các bạn là một tài xế xe tải thì các bạn có thể kiếm được khoảng 33 đồng một giờ. Vậy thì một năm các bạn có thể kiếm được 67.000. Và cuối cùng là nếu như mà các bạn làm ở trong ngành xây dựng thì mức lương trung bình trong ngành xây dựng là khoảng 53 đồng một giờ. Thì vị trí một năm các bạn có thể kiếm được khoảng 111 ngàn một năm. Nói như vậy thì không phải nói là tất cả mọi người làm ở trong ngành xây dựng này cũng đều có cái mức lương như vậy. Nó nói là mức lương trung bình, vậy nên là cái mức lương thấp nhất của ngành xây dựng có thể dao động khoảng 38 đồng một giờ, cho tới mức lương cao nhất là hơn 80 đồng một giờ. Thì cái này tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của bạn nè, cái vị trí của các bạn đang làm ở trong cái ngành xây dựng đó là gì, thì các bạn sẽ nhận được những cái mức lương khác nhau. Thì đó, bây giờ thì mình đã đưa ra cho các bạn một số những cái ý tham khảo rồi. Nếu như mà ở Úc á, thì khi mà các bạn nói cho họ mà nói cho mọi người khác biết là các bạn làm ở trong ngành xây dựng á, thì thường họ sẽ có một đánh giá là công việc đó ok, hoặc là có mức lương từ trung bình cho tới cao. Nếu như vậy thì bây giờ hãy cùng mình đi tiếp tục tham khảo xem là với cái mức lương trong ngành xây dựng này thì có đủ nuôi sống cho một vợ và hai con đang ở nhà hay không nha. Cùng mình đi tiếp vào phần sau nào. Ok, như là mình đã đề cập ở bên trên thì mức thu nhập trung bình của ngành xây dựng ở bên Úc là khoảng 53 đồng một giờ và khoảng 110 ngàn một năm. Thì mình xin không có đề cập chính xác cái mức thu nhập của gia đình mình, nhưng mà gia đình mình thì có mức thu nhập cũng gần khoảng đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái mức lương đó là mức thu nhập của nhà mình để mình tiếp tục đi phân tích sâu vào bên trong nữa tiếp theo cho các bạn nha. Thì trước khi mà mình đi vào chi tiết của những cái số tiền mà mình sẽ phải trả ra thì mình sẽ giải thích cho các bạn một xíu. Tại vì ở bên Úc thì người ta trả lương theo tuần, bởi vậy có rất là nhiều những cái chi phí sinh hoạt xung quanh thì người ta cũng tính tiền các bạn theo tuần luôn. Và bởi vì như vậy nên là mình cũng sẽ lấy cái số tiền lương theo tuần để mà tính toán cho nó dễ nha mọi người. Trước khi mà mình đưa những cái thông tin, những cái chi phí đó thì mình xin chia sẻ một xíu cho mọi người là tại vì ở nhà mình có hai bé nhỏ đó, thì thường á những cái em bé sinh ra được sinh ra ở Úc á, thì cha mẹ có quyền được apply giống như là yêu cầu chính phủ hỗ trợ cho họ, trả tiền cho họ, mà người Việt Nam của mình thì hay gọi là tiền sữa đó mọi người. Cái số tiền này là tiền trả, chính phủ sẽ trả cho những cái đứa con ở trong nhà của các bạn, hỗ trợ phụ huynh để nuôi những cái đứa nhỏ đó. Thì cái số tiền đó nhiều nhất các bạn có thể kiếm được maximum là 200 một fortnight, tức là 2 tuần, tức là mỗi 2 tuần các bạn sẽ được nhận nhiều nhất là 250 trên một cái đứa trẻ. Thì tùy thuộc cái số tiền này tùy thuộc vào cái mức thu nhập của mọi người. Nếu như mà các bạn mức thu nhập bình thường khoảng
tổng thu nhập của cả hai vợ chồng một năm khoảng dưới 80.000 thì các bạn có thể sẽ được nhận tới cái số tiền khoảng như vậy, tức là khoảng 250 một tuần trên một bé. Còn ví dụ như là các bạn kiếm được hơn 110.000 một năm thì cứ mỗi một đồng các bạn kiếm được thì họ sẽ trừ đi 30 cent, họ sẽ trừ dần cho tới khi mà các bạn không còn một cái đồng hỗ trợ nào hết. Thì có một số người thì có cái hỗ trợ này, nhưng mà với trường hợp nhà mình thì mình không có một xíu hỗ trợ nào hết. Tóm lại là mình không có, mình cái này là mình chỉ nói cho các bạn biết để các bạn so sánh với một số những cái ngành nghề khác ở bên Úc mà thôi, là thông tin bên lề mà thôi. Ok, bây giờ thì mình xin quay trở lại trực tiếp với cái chi phí mà mình bỏ ra ha. Ok, thì với cái mức lương trung bình là 53 đồng một giờ thì một tuần chồng mình sẽ kiếm được 2.100. Vậy cái chi phí đầu tiên nhà mình phải trả chắc chắn không thể chối cãi chính là tiền nhà. Tiền nhà thì khoảng 600 một tuần, rồi sau đó là tiền học, tiền học childcare, tiền đi đi nhà trẻ của con trai mình đó mọi người, thì cái đó là khoảng 250 cộng với chi phí gọi là tiền chợ, bản thân mình sẽ đi mua đồ ăn cũng như là những cái sinh hoạt phí linh tinh ở trong nhà là khoảng 400 một tuần, cộng với một số những cái chi phí khác nó không tính theo tuần mà nó tính theo mỗi 3 tháng, ví dụ như là tiền điện nè, tiền nước nè, tiền ga nè, tiền strata, tiền counselor, tiền strata là tiền để quản lý cái apartment, cái căn hộ mà mình đang ở đó mọi người. Thì tất cả những cái thứ đó mình sẽ cộng dồn 3 tháng lại, và sau đó thì mình sẽ chia ra mỗi tuần, thì cái chi phí đó vào khoảng 250 thì tổng cộng hết tất cả những cái chi phí đó lại, rồi cộng thêm là bé lớn nhà mình đi học ở trên trường đó, thì nếu như mà bé lớn nhà mình đi học trường công đó, thì sẽ không phải đóng tiền, nhưng mà bé lớn nhà mình bây giờ thì đang theo học một trường công giáo, thì khi mà bé đi học trường công giáo thì bé sẽ phải đóng thêm tiền, nhà mình sẽ phải đóng thêm khoảng hơn 3.000 một năm, vậy thì bị chi một tuần sẽ khoảng rơi vào khoảng 60 đồng. Ok, vậy thì một tuần chồng mình kiếm được khoảng 2.100 rồi trừ hết tất cả các chi phí đi thì mình còn dư lại khoảng hơn 500 đồng. Với cái số dư đó thì thi thoảng mọi người có thể là đi cuối tuần đi chơi đây đó, hoặc là có thể tiêu thêm, hoặc là đi nhà hàng cái gì đó để có thể tiêu thêm khoảng 100-200 nữa, hoặc là sẽ cố gắng để dành lại, và cái thứ đó thì sẽ để dành lại cho tiết kiệm nè, cho đi holiday nè, hoặc là để trả cho những cái chi phí mà từng năm một, ví dụ như là tiền thuế đường, tiền thuế xe, những cái thứ đó là mình phải trả mỗi năm, thì nhà mình sẽ dành những cái tiền tiết kiệm đó để chi trả những cái chi phí xung quanh đó. Nói chung thì đây là cái mức thu nhập của nhà mình năm nay. Nhà mình không có, nói chung là vì cái tình hình kinh tế ở toàn cầu và đặc biệt là ở bên nước Úc thì nó có cái lãi ngân hàng tăng cao nên là nhà mình cũng không có tiết kiệm được nhiều lắm. Nhưng mà bình thường nhà mình sẽ cố gắng là đi du lịch, đi holiday chung với nhau mỗi năm 2 lần, thường là vào giữa năm và cuối năm. Ví dụ như là năm nay thì mình không biết là sẽ làm gì, nhưng mình chỉ có kế hoạch là sẽ đi về Việt Nam vào tháng 4. Nhưng mà những cái năm ngoái thì nhà mình thường là đi chơi 2 lần vào, đi chơi holiday 2 lần vào mỗi năm, một lần cuối năm, một lần giữa năm. Có lúc thì đi núi tuyết, có lúc thì đi Queensland, đi tới cái những cái chỗ vui chơi khác. Nhà mình thì chưa có điều kiện để đi ra nước ngoài, đi Mỹ hay như thế nào đó, mình chỉ trước lúc COVID thì nhà mình chỉ đi Việt Nam thôi. Nhưng mà tóm lại là cái lúc trước thì cuộc sống nó cũng dư dả hơn một xíu, còn bây giờ thì năm nay tại vì cái tình hình kinh tế chung nên là cái chi phí nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Nhưng mà nói chung lại thì với cái chi phí của chồng mình, chỉ có một mình chồng mình đi làm mà phải chi trả cho tất tần tật mọi thứ ở trong nhà, thì cuộc sống nó không phải là quá dư dả, nhưng mà nó cũng không hề thiếu thốn gì hết. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình tới đây ha. Hãy cho mình một like và cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các bạn có cái ý kiến gì về cái cách nhìn của các bạn, cái sự đánh giá của các bạn về cái vấn đề này như thế nào, hãy cho mình biết ở dưới phần comment ở dưới này nha. Cảm ơn mọi người thật nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube của mình, đã coi video này của mình, và mong hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Cảm ơn, bye bye.